Ukraine tổn thất cực lớn, nga chuẩn bị cho đòn quyết định hạ gục quân đội Ukraine ở Kursk. Ông Zelensky tuyên bố triệu tập gấp Hội đồng An ninh và Quốc phòng. Moscow thừa nhận hạm đội biển đen của nước này đã liên tục phải di chuyển lực lượng do các cuộc tấn công bằng thiết bị không người lái của Ukraine. Ukraine sử dụng máy bay không người lái Uav Vampir bắn nổ xe tăng của nga trong chiến dịch tập kích ban đêm ở Luhansk. Ngoại trưởng Pháp đã đến Kiev trong chuyến thăm kéo dài 2 ngày nhằm cam kết ủng hộ Ukraine gia nhập NATO. Liên quan diễn biến bầu cử Mỹ, ông Trump lần đầu đạt mức dự đoán giành chiến thắng cao hơn bà Harris. Bà Harris cho rằng sự thiếu chuẩn mực của cựu tổng thống Trump sẽ là một yếu tố khiến cử tri không bỏ phiếu cho ông. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Vừa rồi là nội dung chính sẽ có trong chương trình, bây giờ là phần tin chi tiết. Gần đây, kênh Military Summary đưa tin, trên mặt trận Kursk, lực lượng vũ trang Ukraine đang tháo chạy khỏi Libymoka. Cảnh quay bằng UAV của Nga cho thấy, binh sĩ Kiev đã vứt bỏ vũ khí, trang bị hạng nặng và xe cơ giới. Giao tranh nổ ra dữ dội ở Kupiansk. Tại đây, quân đội Nga đang tấn công về phía sông Oskol, xa hơn về phía nam Pichane. Phía Nga đã kiểm soát được điểm cao quan trọng trong khu vực. Sau tình hình không rõ ràng ở Siversk các hình ảnh từ chiến trường cho thấy Quân đội Nga đột phá về phía Bắc, Volkhov Kamianske. Binh sĩ Nga đã kiểm soát phần lớn núi trắng, ngọn đồi lớn nhất trong khu vực. Theo thông tin mới nhất, kênh Ria cho biết, lực lượng Moscow đang chuẩn bị cho đòn quyết định hạ gục quân đội Ukraine (AFU) ở khu vực Kursk. Từ đầu tuần, quân đội Nga RF AF) bắt đầu đẩy đối phương ra khỏi vùng Kursk với sức mạnh mới. Tình hình của lực lượng Kiev trở nên trầm trọng hơn, không chỉ bởi tổn thất lớn về quân số mà còn bởi những cú gia đòn thành công của Nga tước đi hết đầu cầu này đến đầu cầu khác của đối phương. Lực lượng Moscow đã buộc lữ đoàn bộ binh cơ giới số 21 của lực lượng vũ trang Ukraine phải rút lui khỏi quận Gluskovki, giành lại Novo Ivanovka và Leonidovo, đồng thời tiến hành chuẩn bị bao vây đối phương ở phía bắc đoạn Novo Ivanovka, Malaya Lugnia. Đồng thời, RFAF đang phát triển cuộc tấn công vào Chasovya, Mỏ Block 9 ở phía nam thành phố đã nằm dưới sự kiểm soát của họ. Việc chiếm lĩnh khu vực này cùng với áp lực liên tục trong tiểu khu Oktyabrsk sẽ giúp lực lượng Moscow nhanh chóng hạ gục các đơn vị đồn trú của đối phương. Quân đội Nga hiện chỉ còn cách Kupiansk khoảng 4 km. Chính quyền Ukraine bắt đầu ồ ạt sơ tán dân thường, cũng nói lên sự chuẩn bị của lực lượng vũ trang Ukraine cho trận chiến ở thành phố này. Ở một diễn biến khác, Ukrainska Pravda đưa tin, trong bài phát biểu tối 20 tháng 10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên lịch họp Hội đồng An ninh và Quốc phòng và yêu cầu các cơ quan thực thi pháp luật phản hồi với các ủy ban chuyên gia y tế và xã hội MSEK và việc đăng ký các trường hợp khuyết tật giả mạo. Ông nói, thật không may, ở hậu phương Ukraine, những điều này đang xảy ra không cần bất kỳ kẻ thù nào. Đây là một kẻ thù nội bộ thực sự. Những gì đang xảy ra với các ủy ban chuyên gia y tế và xã hội và sự trơ tráo của những người, đặc biệt là các công tố viên, đã lợi dụng mối quan hệ của họ với MSEK và lấy được giấy chứng nhận khuyết tật giả mạo. Tổng thống Ukraine Zelensky nhấn mạnh, tôi mong đợi các cơ quan thực thi pháp luật đặc biệt là SPU, Cục Điều tra Nhà nước, Văn phòng Tổng Công tố có những quyết định nhanh chóng và cứng rắn phù hợp. Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia đã bổ nhiệm họ. Theo tờ Pravda, một cơ quan chức cấp cao thuộc Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga Roscosmos tiết lộ hạm đội biển đen của nước này đã phải liên tục di chuyển trong những tháng gần đây do các cuộc tấn công của thiết bị không người lái Ukraine. Tờ Pravda dẫn lời cựu quan chức Nga trên thực tế, hạm đội Biển Đen buộc phải di chuyển vì các tàu lớn của hạm đội thường xuyên trở thành mục tiêu tấn công của súng cảm tử không người lái đối phương. Hồi tháng 7, Phó Đô đốc Oleksiy Nespapa, tư lệnh Hải quân Ukraine cho biết các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái UAV của Hải quân Ukraine đã gây thiệt hại nặng nề cho căn cứ Sevastopol trên bán đảo Crimea. Ông Nez nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn tại thành phố cảng Odessa. Căn cứ này đã được thành lập trong nhiều thập niên, có thể là hàng thế kỷ và rõ ràng là họ, tức Nga, đang mất đi căn cứ này. Ukraine, quốc gia không có tàu chiến lớn, đã sử dụng các xuồng không người lái chất đầy chất nổ để nhắm vào các tàu Nga, đồng thời tấn công các cơ sở của hạm đội Biển Đen và các mục tiêu quân sự khác trên bán đảo Crimea bằng tên lửa Storm Shadow và Attack MS. Tư lệnh Hải quân Ukraine cho biết thêm, hầu hết các tàu chiến chủ lực đã bị đối phương, tức Nga, di chuyển khỏi căn cứ chính của hạm đội Biển Đen và các tàu này đã được đưa đến vùng Novorossiysk, trong khi một số tàu khác được triển khai ở biển Azov. Theo nhận định của Bộ Quốc phòng Anh, quy mô của hạm đội biển đen đã được chứng minh là không thể sánh được với những sáng kiến về hàng hải của Ukraine. Cơ quan này chỉ ra ba loại vũ khí do Ukraine tự phát triển, đóng vai trò là mũi đinh ba quan trọng tạo nên thành công của hải quân nước này, bao gồm xuồng tự sát Magura V5, tên lửa diệt hạm Neptune và xuồng cảm tử Sea Baby. Magura V5 là xuồng không người lái đa nhiệm, dài 5,5m, tải trọng 320kg, vận tốc tối đa 78km một giờ, tầm hoạt động 850km, theo chuyên gia quân sự H.I. Sutton. Nó đã được sử dụng trong nhiều cuộc tập kích quan trọng của Ukraine nhắm vào lực lượng Nga ở Biển Đen từ đầu xung đột. GUR hồi đầu tháng 6 xác nhận xuống Magura V5 gắn tên lửa R-73 đã được sử dụng trong hoạt động chiến đấu ở Biển Đen. CBB là mẫu xuồng cảm tử nội địa khác trong biên chế quân đội Ukraine nó có chiều dài, vận tốc lớn hơn một chút so với Magura 5 với thông số lần lượt là 6m và 90km một giờ cùng tầm hoạt động 800km song có khả năng mang gần gấp 3 tải trọng thuốc nổ ở mức 850kg. Mũi nhọn còn lại trong chiếc đinh ba của Ukraine là tên lửa hành trình diệt hạm R-360 Neptune, tức thần biển, được công bố lần đầu hồi năm 2014. Tên lửa Neptune được Viện Thiết kế Lutch của Ukraine phát triển dựa trên thiết kế của tên lửa KH-35 thời Liên Xô sau được cải tiến đáng kể về tầm bắn và hệ thống điện tử. Theo Defense Express, lực lượng biên phòng Ukraine đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh quân đội triển khai UAV Vampire để bắn nổ một xe tăng của Nga trong đêm. Cuộc tập kích do lựa đoàn Polestar thực hiện ở gần làng Kremlin, vùng Luhansk. Phía Ukraine cho biết UAV Vampire đã thả hai loạt đạn về phía xe tăng của đối thủ. Đòn tấn công chính xác đã phá phương tiện của Nga thành nhiều mảnh nhỏ. Ngoài ra, lực lượng biên phòng ukraine đã tập kích một số cứ điểm phòng thủ của nga ở Luhansk, góp phần làm giảm sức ép tại mặt trận này theo phía ukraine một trong những thế mạnh của vampire là khả năng chụp ảnh nhiệt cho phép người vận hành xác định và nhắm mục tiêu trong đêm một số uav khác cũng có khả năng chụp ảnh nhiệt nhưng khả năng hoạt động cả ngày lẫn đêm và mang được trọng tải lớn theo khiến vampire trở thành tài sản quý giá bên cạnh đó Vận tốc di chuyển của UAV Vampire hơn 80 km/h và khả năng mang theo một lượng lớn chất nổ tối đa 15 kg đã khiến UAV này trở thành ác mộng của nga trên tiền tuyến. UAV Vampire do Ukraine sản xuất trong nước đã được sử dụng để thả nhiều loại đạn dược khác nhau vào các mục tiêu nga, đặc biệt là xe tăng. Chúng cũng từng phá hủy một nhà kho của nga gần Bắc Mút và đã chứng tỏ được hiệu quả trong việc vượt mặt tác chiến điện tử của nga. Theo Kiev Post, vào tháng 5, truyền thông Ukraine đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này bắn nổ một kho đạn và loạt phương tiện quân sự của Nga ở gần Bắc Mút. Cuộc tập kích do lực lượng biên phòng Ukraine thực hiện, thời gian cụ thể không được tiết lộ. Lực lượng biên phòng Ukraine cho biết, trong một chiến dịch ban đêm, chúng tôi đã sử dụng UAV Vampire để bắn nổ một kho đạn, một xe tải quân sự Uran, một xe UAZ và một số điểm trú ẩn của đối thủ. Bộ Quốc phòng Ukraine thông báo vào thời điểm đó rằng, quân đội nước này đã đánh chặn toàn bộ 37 UAV cảm tử xa được Nga triển khai trong hai ngày. Ngoài UAV Vampire, Ukraine còn có UAV Papazaga, được mệnh danh là UAV ném bom Macron của Ukraine, hiện đã được trang bị loại vũ khí mới vô cùng mạnh mẽ. Một số thông tin cho biết, Babazaga rất khó bị gây nhiễu và để bắn hạ UAV này cần phải sử dụng súng phun lửa. Babazaga được trang bị các đĩa thu tín hiệu để thu sóng radio và thiết bị gấp để lấy một số vật phẩm của đối phương sau một cuộc tấn công. UAV này đã gây không ít e ngại cho quân đội nga. Trong những tháng gần đây, nga đã tìm ra những cách thức hiệu quả hơn để đối phó với máy bay ném bom ban đêm của ukraine. Cụ thể, các lực lượng của moscow đã sử dụng hai chiến thuật. Thứ nhất là triển khai các đội bắn tỉa có kinh nghiệm ảnh nhiệt để phát hiện máy bay không người lái trong bóng tối. Babagaga thường bay chậm, ở độ cao thấp và dễ bị bắn hạ theo cách này. Mặc dù có thông tin cho rằng một số UAV hiện đã được trang bị lớp giáp bảo vệ. Chiến thuật thứ hai là sử dụng máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất, có trang bị camera ảnh nhiệt để đánh chặn trên không. Tập đoàn quốc gia Rostec của Nga khẳng định, tên lửa Isdelie 305, hay còn gọi là LMUR, Light Multipurpose Guide Rocket, đã thể hiện khả năng vượt trội trong việc chống lại các biện pháp gây nhiễu. Tên lửa này được thiết kế dành riêng cho trực thăng tấn công Mi-28NM và K-52M, đã hoạt động hiệu quả tại Ukraine luôn bắn trúng mục tiêu mà không bị gián đoạn. Rostec chia sẻ trên kênh Telegram chính thức, tên lửa Iskander-305 là một trong những vũ khí thiết yếu và đa năng nhất của không quân Nga tại quân khu phía Bắc. Nó có thể nhắm tới nhiều mục tiêu khác nhau, từ xe bọc thép, công trình đến tàu thuyền. Điểm nổi bật của LMR-Ur là khả năng chống tác chiến điện tử mạnh mẽ. Trong tất cả các hoạt động chiến đấu, không có trường hợp nào tên lửa bị mất tín hiệu điều khiển. ELMR luôn bắn trúng chính xác mục tiêu. Theo chỉ đạo của phi hành đoàn, LMR hoạt động trong nhiều chế độ khác nhau. Ở chế độ bắn và quên, tên lửa tự động bay đến mục tiêu sau khi được khóa, mà không cần thêm sự can thiệp từ người điều khiển. Trong chế độ dẫn đường từ xa, tên lửa ban đầu bay theo chế độ quán tính và khi tiếp cận mục tiêu, hệ thống dẫn đường sẽ kích hoạt, chuyên hình ảnh mục tiêu về màn hình của phi công để xác định và khóa chính xác. Ngoài ra, tên lửa Isdelie 305 LMR cũng có thể được phóng với tọa độ gần đúng. Sau đó, chuyên hình ảnh địa hình thực tế về cho phi công tinh chỉnh trước khi tấn công. Tên lửa Israelie 305 LMUR có chiều dài 1,94 m, đường kính khoảng 200 mm, nặng 105 kg. Chúng có thiết kế khí động học giúp giảm lực cản, cánh gập và bộ ổn định đuôi tăng khả năng cơ động. Động cơ nhiên liệu rắn cho phép tên lửa Israelie 305 LMUR đạt tốc độ cao, tấn công nhanh và chính xác từ khoảng cách xa. Hệ thống dẫn đường của Xdelia 305 LMUR kết hợp giữa dẫn đường quán tính, radar chủ động và cảm biến hồng ngoại giúp nó hoạt động hiệu quả trong mọi điều kiện thời tiết, nhắm trúng cả mục tiêu tĩnh và di động ở khoảng cách lên đến 14,5 km. Các kênh liên lạc mạnh mẽ và hệ thống điện tử hiện đại giúp tên lửa Xdelia 305 LMUR giảm thiểu rủi ro bị gây nhiễu. Tên lửa Xdelia 305 LMUR còn có khả năng trang bị nhiều loại đầu đạn khác nhau tùy theo nhiệm vụ phổ biến nhất là loại nổ mạnh để phá hủy xe bọc thép, bong ke và các tòa nhà. Sự linh hoạt này giúp Isdelia 305 LMUR phù hợp với nhiều nhiệm vụ chiến đấu, từ tấn công trực diện đến các cuộc tấn công tầm xa đòi hỏi độ chính xác cao. Kiev đã ký một thỏa thuận với Đức về các hành động ngay lập tức để tăng cường hệ thống phòng không của Ukraine Bỉ, Na Uy, Hà Lan và Đan Mạch cũng sẽ tham gia thỏa thuận này. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov trên Facebook cho biết, tại cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng G7, một thỏa thuận quan trọng đã được ký kết với Đức về các hành động ngay lập tức để tăng cường hệ thống phòng không của Ukraine. Thỏa thuận này quy định những điều khoản, theo đó các quốc gia ký kết sẽ đóng góp vào các dự án chung hoặc tài trợ cho các dự án riêng của họ nhằm tăng cường năng lực phòng không của Ukraine. Ngoài Ukraine, Năm quốc gia ký kết khác sẽ tham gia dự án này là Đức, Bỉ, Na Uy, Hà Lan và Đan Mạch. Ông Umerov cảm ơn Đức vì sáng kiến này và các quốc gia tham gia vì đã đóng góp to lớn cho an ninh của Ukraina. Trước đó, các bộ trưởng quốc phòng G7 trong một tuyên bố chung sau cuộc họp tại Naples gần đây cho biết, họ ủng hộ con đường không thể đảo ngược của Ukraina hướng tới sự hội nhập hoàn toàn vào Euro Atlantic, bao gồm cả tư cách thành viên NATO. Vài ngày trước đó, chính phủ Đức đã công bố gói viện trợ quân sự mới dành cho Ukraine. Chính phủ Đức cho biết lần viện trợ quân sự này sẽ tăng cường nhiều thiết bị quân sự mang tính chiến lược dành cho Ukraine như xe tăng, xe bọc thép, xe giò mìn, hệ thống phòng không Patriot. Nhưng đáng chú ý nhất là việc Berlin bàn giao cho Kiev loạt tên lửa dẫn đường AIM-9L, 4.000 thiết bị bay không người lái UAV tấn công và hơn 300 UAV trinh sát. Tất cả các thiết bị này đều nhằm mục đích tăng cường khả năng phòng không của Ukraine vốn chịu tổn thất nặng nề từ các cuộc không kích từ phía Nga. Cũng trong thông báo, chính phủ Đức cam kết viện trợ quân sự cho Ukraine với tổng giá trị khoảng 28 tỷ euro. Con số này hiện là 7,1 tỷ euro cho năm 2024. Trước đó, Berlin cũng đã viện trợ cho Kiev vào khoảng hơn 5 tỷ euro trong năm 2023. Tuy nhiên, Thủ tướng Đức Olaf Scholz một lần nữa khẳng định sẽ không chuyển giao cho Ukraine hệ thống tên lửa tầm Sartorius với khả năng tấn công lên tới trên 500 km. Ông Sean nhấn mạnh, Đức phải đảm bảo rằng cuộc xung đột tại Ukraine sẽ không trở thành cuộc xung đột giữa NATO và Nga. Chuyên gia người Anh Alexander Mercuris cho rằng bài phát biểu của Tổng thống Zelensky về nhu cầu sở hữu vũ khí hạt nhân chiến thuật của nước này đã khiến các đồng minh phương Tây tức giận. Ông Mercuris nói trong cuộc phỏng vấn về kênh YouTube The Duran, một trong những điều cho thấy các cường quốc phương Tây tức giận đến mức nào là ít nhất ở London đã có quyết định không thảo luận về bài phát biểu của ông Zelensky. Phương Tây vô cùng tức giận và rất sốc, họ yêu cầu giới truyền thông không được bình luận về vấn đề này. Nhà phân tích quân sự lưu ý, bài phát biểu của ông Zelensky tại hội nghị thượng đỉnh thể hiện hoàn toàn rõ ràng mong muốn thực sự của Kiev, ông ấy muốn Ukraine nằm dưới chiếc ô hạt nhân của Mỹ. Chuyên gia Mercuris nhấn mạnh, động thái này chắc chắn đã gây ra quan điểm cứng rắn hơn đối với ông Zelensky và người Ukraine. Hơn nữa, Lầu Năm Góc nói riêng phải hết sức cẩn trọng trước hành động này và tôi nghĩ đó là sai lầm to lớn. Trước đó, trong bài phát biểu tại Hội đồng châu Âu tại Brussels, Tổng thống Zelensky nói để giành chiến thắng trong cuộc xung đột, Ukraine phải có vũ khí hạt nhân chiến thuật hoặc trở thành thành viên NATO. Ông gợi ý một số cách để thực hiện mục tiêu này, bao gồm việc tiếp tục trang bị vũ khí cho Ukraine, thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng, tăng cường năng lực phòng không, xóa bỏ các hạn chế về sử dụng vũ khí tầm xa. Ông Zelensky cho rằng Ukraine sẽ cần vũ khí hạt nhân chiến thuật nếu không được NATO chấp thuận kết nạp. Bên cạnh đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tờ Financial Times rằng Kiev nhìn thấy ba kịch bản cho diễn biến của cuộc xung đột ở Ukraine sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào ngày 5 tháng 11. Ông Zelensky nói, chúng tôi thấy ba kịch bản khác nhau, một trong số đó là hỗ trợ thêm, nhưng các đồng minh sẽ lo sợ một số rủi ro. Tùy thuộc vào người chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng, chúng tôi thấy hai con đường khác. Ông Zelensky không tiết lộ bản chất của kịch bản thứ hai và thứ ba. Ông cũng không thể trả lời liệu những lựa chọn như vậy có nhiều hay ít tích cực hơn đối với Kiev. Theo ông, vấn đề này rất nhạy cảm đối với người Ukraine. Hiện nay, Ukraine đang dần kiệt sức trong cuộc xung đột, bị áp đảo về quân số và vũ khí bởi nguồn lực chiến đấu của Nga, vốn không bị khuất phục trước các lệnh trừng phạt khắc nghiệt của phương Tây. Cuộc đột kích vào cuối mùa hè của Ukraine và vùng quốc cơ của Nga đã thúc đẩy tinh thần chiến đấu cho Kyiv nhưng cho đến nay vẫn chưa mang lại nhiều lợi ích chiến lược. Trong khi đó, quân đội Ukraine ở mặt trận phía đông đang suy yếu trước cuộc tấn công kéo dài của Nga và liên tục mất lãnh thổ ở khu vực Đôn Bát. Các cuộc giao tranh vẫn mang tính chất tiêu hao và khiến cả hai bên tổn thất về lực lượng cũng như trang thiết bị. Ngoài ra, nhiều nhà phân tích lo ngại tâm lý bất mãn sẽ gia tăng trong xã hội Ukraine khi họ rơi vào một cuộc xung đột bế tắc không mong muốn và phải nhượng bộ lãnh thổ cho Nga. Các chính phủ Mỹ và châu Âu đã đổ hàng tỷ đô la Mỹ vào cuộc xung đột này nhưng việc chậm chuyển giao và các hạn chế áp lên việc sử dụng một số vũ khí tầm xa là nguồn cơn sự thất vọng của Kiev. Sau một thỏa thuận ngừng bắn về lý thuyết, tâm lý ủng hộ phương Tây ở Ukraine có thể dịch chuyển. Vừa qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã công bố kế hoạch chiến thắng với hy vọng buộc Nga phải chấm dứt kế hoạch quân sự thông qua đàm phán. Đề xuất này đang được phương Tây xem xét, trong đó một nội dung quan trọng là lời mời Kiev chính thức gia nhập tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot cam kết ủng hộ kế hoạch này của Ukraine nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 2 năm rưỡi với Nga. Ông cho biết sẽ làm việc với Kiev để thuyết phục các quốc gia khác ủng hộ đề xuất này. Phát biểu tại một cuộc họp báo chung với người đồng cấp Ukraine, Andriy Sibiha, ông Barrot cho rằng không thể để Nga chiến thắng. Ngoại trưởng Pháp nói, đó là lý do các cuộc trao đổi giúp chúng ta đạt được tiến triển trong kế hoạch chiến thắng của Tổng thống Zelensky và tập hợp được số lượng lớn nhất có thể các quốc gia ủng hộ kế hoạch này. Đáp lại, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cảm ơn Pháp ủng hộ kế hoạch chiến thắng và kêu gọi hợp tác với các đối tác khác để đạt được tầm nhìn chung về việc chấm dứt xung đột. Cụ thể, nhà lãnh đạo Ukraine nói, tôi biết ơn nước Pháp, Tổng thống Macron, toàn thể xã hội Pháp đã ủng hộ Ukraine và quân đội của chúng tôi. Chúng tôi đã có các cuộc đàm phán rất tốt và thực chất tại Paris trong chuyến thăm của tôi. Chúng tôi hợp tác hiệu quả vì lợi ích quốc phòng, chính trị và vì sự ổn định lớn hơn của Ukraine và toàn bộ châu Âu. Đồng thời nhấn mạnh rằng, tôi biết ơn nước Pháp đã ủng hộ kế hoạch chiến thắng, những điểm có thể đưa ngoại giao thực sự và hòa bình công bằng đến gần hơn. Và chúng tôi sẽ biết ơn nước Pháp đã hợp tác với các đối tác khác của chúng tôi để có tầm nhìn chung này. Tầm nhìn rằng, chỉ có một kết thúc trung thực cho chiến tranh mới thực sự có thể đảm bảo một nền hòa bình lâu dài. Kể từ khi Nga mở kế hoạch quân sự năm 2022, Pháp đã trở thành một trong những quốc gia ủng hộ Ukraine về quân sự, ngoại giao và kinh tế kiên định nhất ở châu Âu. Hiện tại, Pháp đang đào tạo và trang bị lữ đoàn tân binh của Ukraine để đưa ra tuyến đầu. Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot cũng thông báo rằng Pháp sẽ chuyển giao lô máy bay chiến đấu Mirage 2000 đầu tiên cho Ukraine trong 3 tháng đầu năm sau, kèm với việc đào tạo cho các phi công và thợ máy Ukraine để điều khiển và bảo dưỡng. Cũng trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Ukraine, Andriy Sibiha, ông Barrot nói việc Ukraine chống lại Nga không chỉ là chiến đấu vì toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine mà còn giữ vững tiền tuyến ngăn cách châu Âu với Nga. Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Bahu đã đến Kiev trong chuyến thăm kéo dài 2 ngày nhằm bày tỏ sự ủng hộ đối với Ukraine. Phát biểu họp báo sau cuộc gặp người đồng cấp Ukraine Andriy Sibiha, Ngoại trưởng Pháp Bahu bày tỏ ủng hộ ý tưởng mời Ukraine gia nhập NATO ngay lập tức. Ông cho biết Paris đang thảo luận với các đồng minh về vấn đề này. Chuyến thăm của Ngoại trưởng Pháp diễn ra vài ngày sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công bố kế hoạch 5 điểm, trong đó có lời kêu gọi NATO ngay lập tức mời Ukraine gia nhập khối. NATO từng tuyên bố Ukraine sẽ trở thành thành viên của Liên minh quân sự này vào một ngày nào đó, nhưng cũng khẳng định Kiev không thể tham gia khi đang có xung đột với Nga, vì điều này có thể dẫn đến xung đột trực tiếp giữa NATO và Nga. Đến nay, các nhà lãnh đạo NATO vẫn né tránh trả lời trực tiếp về đề nghị của Ukraine liên quan đến lời mời gia nhập khối. Ở diễn biến liên quan, trước đó phát biểu trước Ủy ban Quốc phòng thuộc Quốc hội Pháp, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sébastien Lecornu cho biết, viện trợ của Pháp dành cho Ukraine năm 2024 dự kiến sẽ tăng từ 400 đến 600 triệu euro so với năm 2023. Theo đó, tổng viện trợ cho Ukraine năm 2024 sẽ giao động từ 2,5 đến 2,7 tỷ euro, tăng so với năm 2023 nhưng vẫn thấp hơn cam kết trước đó của Pháp là 3 tỷ euro, đưa ra trong thảo luận an ninh song phương Pháp-Ukraine ký đầu năm 2024. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, viện trợ của Pháp dành cho Ukraine thay đổi theo từng năm, lần lượt là 1,7 tỷ euro trong năm 2022 và 2,1 tỷ euro trong năm 2023 người đứng đầu quân đội Pháp cho biết khoảng 300 triệu euro trong tổng số tiền viện trợ sẽ đến từ các nguồn lợi thu được từ các tài sản bị đóng băng của Nga. Số tiền này sẽ được dùng để mua đạn dược, nhất là các đầu đạn 155mm, pháo tự hành CESA và nhiên liệu cung cấp cho Ukraine. Ngoài ra, thì Pháp sẽ hỗ trợ Ukraine mua trực tiếp vũ khí từ các tập đoàn công nghiệp của Pháp và được hưởng các khoản hỗ trợ ưu đãi từ Quỹ Hòa bình châu Âu. Năm 2024, Pháp đã đóng góp 1,2 tỷ euro cho Quỹ hòa bình châu Âu và khoảng 143 triệu euro đã được sử dụng vì các lợi ích của Ukraine. Bộ trưởng quân đội Pháp nhấn mạnh sẽ mua sắm các loại vũ khí mới như xe bọc thép VAB hoặc xe tăng AMX10RC thay thế cho lô vũ khí cũ đã được chuyển giao cho Ukraine. Số tiền mua sắm mới này ước tính sẽ vào khoảng 533 triệu euro trong năm 2024 tăng mạnh so với năm 2023 với chỉ khoảng 177 triệu euro và dự kiến sẽ còn tăng lên đến 700 triệu euro vào năm 2025. Trong bối cảnh xung đột trở lại châu Âu, Pháp đã nâng tổng ngân sách quốc phòng giai đoạn từ năm 2024 đến năm 2030 lên mức kỷ lục là 413 tỷ euro. Đến năm 2030, ngân sách quốc phòng của Pháp sẽ là 69 tỷ euro, tức là tăng gần gấp đôi so với hiện nay. Hãng thông tấn RIA của Nga ngày 20 tháng 10 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu cho biết Pháp không phản đối việc Ukraine gia nhập tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, nhưng vấn đề này sẽ phụ thuộc vào chính quyền mới sau bầu cử Tổng thống Mỹ vào ngày 5 tháng 11 tới. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp trả lời tờ báo Pháp Tribune Dimanche cùng ngày, mọi thứ sẽ phụ thuộc vào Nhà Trắng. Về nguyên tắc, Pháp không phản đối điều này, tức việc Ukraine gia nhập NATO. Tờ Le Monde của Pháp lưu ý, Mỹ không có sự phản đối nào trong việc mời Ukraine tham gia NATO, nhưng vấn đề này gây ra sự bất đồng lớn giữa các đồng minh phương Tây còn lại của Ukraine. Đồng thời, theo Lamon, ông Biden sẽ có thể tạo điều kiện thuận lợi cho Ukraine gia nhập Liên minh Bắc Đại Tây Dương nếu bà Harris thắng cử. Để thúc đẩy sáng kiến này, nhà lãnh đạo Mỹ sẽ có thể sử dụng giai đoạn chuyển tiếp của mình sau cuộc bầu cử vào đầu tháng 11 cho đến lễ nhậm chức vào tháng 1 năm 2025. Trong khi đó, theo Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noël Barrot, Paris đang thảo luận với các đồng minh NATO về khả năng mời Ukraine gia nhập khối ngay lập tức. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào đầu tháng tới có thể dẫn đến sự xáo trộn lớn cho Ukraine khi Washington là bên cung cấp viện trợ quân sự lớn nhất cho Kiev trong cuộc xung đột với Nga. Dù Phó Tổng thống Kamala Harris cho biết sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine, nhưng bà vẫn chưa nói sẽ ủng hộ như thế nào. Còn cựu Tổng thống Donald Trump của Đảng Cộng Hòa cũng chưa nói rõ ông sẽ ứng xử với cuộc xung đột ra sao gia nhập NATO sẽ đưa Ukraine trở thành một phần hiệp ước phòng thủ chung của Liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu. Điều này nghĩa là tấn công vào một thành viên NATO sẽ bị coi là tấn công vào tập thể, dù quá trình Ukraine gia nhập có thể mất nhiều năm để đáp ứng được các tiêu chuẩn của NATO. Trong những tuần gần đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rõ rằng ông coi lời mời sớm của NATO là một phần trong kế hoạch chiến thắng của mình. Một trong những điểm đáng chú ý của kế hoạch chiến thắng được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công bố hôm gần đây là gói gian đe chiến lược phi hạt nhân được đề xuất triển khai trên đất nước này nhằm bảo vệ khỏi mọi mối đe dọa quân sự. Điều này liên quan khá chặt chẽ với việc lực lượng vũ trang Ukraine sau chiến sự sẽ là lực lượng giàu kinh nghiệm nhất và Kiev nên nhận được lời mời gia nhập NATO ngay bây giờ để trở thành thành viên của liên minh sau này. Và gói ngăn chặn nói trên nhằm toan tính để Nga chỉ có hai lựa chọn hoặc từ bỏ các kế hoạch của mình hoặc nhận phản ứng tàn khốc và mất cỗ máy chiến tranh. Được biết, có một phụ lục bí mật đi kèm với bản kế hoạch trên và Mỹ anh, Pháp, Ý cùng với Đức đã nhận được. Ngoài ra một số quốc gia khác có thể giúp lấp đầy khái niệm gian đe này. Nội dung chính xác của kế hoạch không được công bố nhưng có thể đưa ra một vài giả định thận trọng. Chuyển sang những vấn đề nóng đang diễn ra trên thế giới, chúng tôi xin được tiếp tục gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất sau đây. Theo đánh giá thăm dò được The Hill công bố mới đây, cơ hội giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện ở mức 52%, cao nhất kể từ tháng 8 tới nay. Trong khi đó, số liệu này của ứng cử viên Đảng Dân chủ Kamala Harris chỉ đạt 48%. Được biết, tỷ lệ dự đoán cơ hội chiến thắng của ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump kể từ cuối tháng tới giữa tháng này luôn thấp hơn ứng cử viên Đảng Dân chủ Harris. Thậm chí, cơ hội giành chiến thắng của bà Harris từng có lúc vượt xa ông Trump với tỷ lệ lần lượt là 57% và 43%. Tuy nhiên, Kể từ giữa tháng 10 tới nay, cơ hội chiến thắng của ông Donald Trump dần ngang bằng và gần đây thì lần đầu tiên vượt đối thủ Harris. Sự thay đổi trong mô hình dự báo bầu cử trùng khớp thời điểm ứng cử viên Đảng Cộng hòa cải thiện tỷ lệ ủng hộ trong các cuộc thăm dò ở bang Wisconsin và Michigan, hai bang chiến trường trước đó nghiêng về phía bà Harris. Ông Trump cũng chiếm ưu thế với cách biệt nhỏ ở ba bang chiến trường khác là Arizona, Georgia và Bắc Carolina. Trong số 7 bang chiến trường có thể định đoạt kết quả bầu cử năm nay Pennsylvania là bang duy nhất mà Harris dẫn trước trong các cuộc thăm dò ý kiến. Tuy nhiên, Decision HQ Zero nhấn mạnh cuộc đua vẫn chưa ngã ngũ vì kết quả thăm dò ở cả 7 bang vẫn nằm trong biên độ sai số, nghĩa là những sai sót trong khảo sát có thể thay đổi chỉ số theo cả hai chiều hướng. Hiện hai ứng cử viên đều không có lợi thế rõ ràng ở cả 7 bang để đảm bảo chắc chắn giành 270 phiếu đại cử tri. Trong khi đó, ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Bà Kamala Harris bình luận về đối thủ cựu tổng thống Donald Trump trong một cuộc phỏng vấn với kênh MSNBC rằng ông ấy không xứng đáng và đó là lý do ông ấy sẽ thua. Bà Harris chỉ trích ông Trump đưa ra phát ngôn thô tục, sức phạm chức vụ tổng thống Mỹ và làm giảm uy tín của Washington trên trường quốc tế. Bà Kamala Harris nói: "Những gì các bạn thấy ở đối thủ của tôi, một cựu tổng thống Mỹ, thực sự đang làm mất giá trị của chức vụ này." Trước đó, phát biểu tại một sự kiện vận động tranh cử ở bang chiến trường Pennsylvania, ông Donald Trump đã gọi bà Harris là một phó tổng thống tồi tệ trước tiếng gieo hò từ những người ủng hộ ông. Phó tổng thống Kamala Harris cho rằng cựu tổng thống Trump không nên được bầu để lãnh đạo nước Mỹ một lần nữa. Giới chức Mỹ mới đây đã bác bỏ nghi vấn các hộp đựng phiếu bầu tổng thống qua thư ở bang Minnesota đã bị động tay động chân do sơ suất của nhân viên bầu cử CNN dẫn lời các quan chức ở bang Minnesota Mỹ cho biết họ đã sa thải nhân viên bầu cử phụ trách việc vận chuyển các hộp đựng phiếu bầu qua thư về lý do tắc trách trong công việc. Cụ thể, nhân viên bầu cử trên đã để cúp xe mở, có chứa hơn chục hộp đựng phiếu bầu bên ngoài tòa thị chính thành phố Edina thuộc bang Minnesota và rời đi. Hình ảnh cúp xe bị mở với hơn chục hộp đựng phiếu không ai trông giữ, sau đó đã được các đảng viên Cộng hòa và những người ủng hộ ông Trump chia sẻ trên mạng xã hội và làm dấy lên nghi vấn xoay quanh công tác an ninh đối với phiếu bầu qua thư. Chính quyền thành phố Edina và quận Hennepin ở bang Minnesota sau đó buộc phải đưa ra thông cáo cùng hình ảnh trích xuất từ camera an ninh để khẳng định sơ xuất của nhân viên bầu cử trên không tạo cho các đối tượng xấu cơ hội động tay động chân vào các hộp phiếu trên. Được biết, bang Minnesota hiện có 10 phiếu đại cử tri. Trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020, ứng viên Đảng Dân Chủ khi đó là ông Joe Biden đã giành được số phiếu bầu vượt xa đối thủ tới từ Đảng Cộng Hòa, khi đó là Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Minnesota và có được toàn bộ số phiếu đại cử tri tại bang này. Theo số liệu của New York Times, từng đến cuối ngày 19 tháng 10, gần 12 triệu cử tri ở Mỹ đã đi bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024. Họ bỏ phiếu trực tiếp tại các điểm bầu cử hoặc bỏ phiếu qua thư điện tử. Trong đó, mỗi bang California, Georgia có hơn 1,2 triệu cử tri đi bầu, Florida có hơn 1,1 triệu cử tri đi bỏ phiếu. Cử tri Mỹ không trực tiếp bầu ra tổng thống mà họ dùng phiếu phổ thông để quyết định đến là phiếu của các đại cử tri trong bang. Các đại cử tri này sau đó mới bầu ra tổng thống dựa trên kết quả phổ thông đổ phiếu tại bang mà cử tri đó đại diện. Đảng Dân Chủ đã tận dụng các lựa chọn bỏ phiếu sớm trong các cuộc bầu cử gần đây, thu về hàng triệu phiếu bầu trong quá trình này. Sức mạnh của việc bỏ phiếu sớm sẽ rất quan trọng đối với chiến dịch tranh cử của cả cựu tổng thống Donald Trump và phó tổng thống Kamala Harris năm nay. Trung Đông, khu vực đa dạng về văn hóa, tôn giáo và lịch sử, đang đối mặt với nhiều thách thức và những cuộc xung đột dai dẳng, phức tạp. Trung Đông từ lâu đã chịu sự tác động mạnh mẽ từ các yếu tố bên ngoài, đặc biệt là từ Mỹ và các cường quốc phương Tây khác. Các cuộc can thiệp quân sự, thao túng kinh tế và các cuộc đảo chính được hậu thuẫn từ bên ngoài đã định hình bối cảnh chính trị và an ninh của khu vực này. Những tác động tiêu cực đó đã tạo ra một môi trường dễ bị tổn thương, nơi các nhu cầu cơ bản của người dân không được đáp ứng đầy đủ. Trong bối cảnh đó, các quốc gia vùng Vịnh đã phải đối mặt với áp lực lớn trong việc duy trì sự ổn định của chính mình. Trước tình hình này, các quốc gia vùng Vịnh như Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, UAE và Qatar phải điều hướng sự cân bằng tinh tế giữa lợi ích quốc gia và động lực khu vực. Căng thẳng đang diễn ra với Iran, cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Yemen và hậu quả của cái gọi là mùa xuân Ả Rập buộc các quốc gia này phải đánh giá lại chính sách đối ngoại và chiến lược an ninh của mình. Ưu tiên tính bền vững trong nước hơn là sự phù hợp với chương trình nghị sự của Mỹ. Có thể nói, bất chấp những thách thức hiện nay, tiềm năng hòa bình của khu vực vẫn tồn tại. Những nỗ lực ngoại giao gần đây của Ả Rập Xê Út, bao gồm việc cải thiện quan hệ với Iran và làm trung gian hòa giải trong các cuộc xung đột khu vực, cho thấy một sự thay đổi có thể hướng tới hợp tác. Ngoài ra, các nước vùng vịnh ngày càng tập trung vào đa dạng hóa kinh tế và đổi mới công nghệ, có thể đóng vai trò là nền tảng cho sự ổn định trong tương lai. Cùng với đó, bằng cách thúc đẩy sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế, các quốc gia này có thể giảm bớt động cơ xung đột và nuôi dưỡng một môi trường thuận lợi cho hòa bình. Việc thiết lập các khuôn khổ khu vực để giải quyết các thách thức chung, chẳng hạn như biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế có thể tăng cường hơn nữa sự hợp tác. Tuy nhiên, mối đe dọa xung đột vẫn còn nghiêm trọng. Nguy cơ xung đột hiện tại gia tăng là rất lớn, đặc biệt là nếu những bên chủ chốt như Israel và Iran vẫn tiếp tục đối đầu. Việc gia tăng sức mạnh quân sự và lời lẽ hung hăng giữa các phe phái khác nhau làm dấy lên mối lo ngại về khả năng tính toán sai lầm dẫn đến xung đột rộng hơn. Nếu căng thẳng tiếp tục gia tăng, các nước vùng vịnh có thể bị cuốn vào các cuộc đối đầu lớn hơn, gây nguy hiểm cho an ninh và sự ổn định kinh tế của họ. Hậu quả của những kịch bản như vậy sẽ vượt ra ngoài khu vực, có khả năng tác động đến thị trường dầu mỏ toàn cầu và quan hệ quốc tế. Do đó, vai trò của các cường quốc bên ngoài, đặc biệt là Mỹ và Nga, sẽ rất quan trọng trong việc xác định liệu những xung đột này có thể được kiềm chế hay vượt khỏi tầm kiểm soát hay không. Ngoài ra, cộng đồng quốc tế cũng đóng vai trò quan trọng trong việc định hình tương lai của Trung Đông. Các tổ chức như Liên hợp quốc và các cơ quan khu vực phải tích cực tham gia vào các nỗ lực ngoại giao để hòa giải xung đột và tạo điều kiện cho đối thoại. Luật pháp quốc tế, đặc biệt liên quan đến nhân quyền và các vấn đề nhân đạo, nên định hướng các biện pháp can thiệp và hỗ trợ các giải pháp bền vững. Nhìn về phía trước, số phận của Trung Đông phụ thuộc vào khả năng của các bên trong khu vực và quốc tế trong việc điều hướng sự cân bằng mong manh giữa hòa bình và xung đột. Mặc dù các cơ hội cho hòa bình vẫn tồn tại, nhưng chúng đi kèm với những thách thức đáng kể. Mối đe dọa xung đột vẫn là mối quan tâm cấp bách, trầm trọng hơn do các cuộc xung đột đang diễn ra và những tác động bên ngoài. Tóm lại, Trung Đông là một khu vực có nhiều mâu thuẫn sâu sắc, nơi tiềm năng hòa bình song hành với mối đe dọa dai dẳng của xung đột. Các quốc gia vùng Vịnh, với tư cách là những nhân tố chủ chốt trong động thái này, có một cơ hội độc nhất để định hình một tương lai ổn định và hòa bình hơn. Vừa qua, khi được phóng viên hỏi về khả năng tới Brazil dự hội nghị thượng đỉnh G20, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông sẽ không tham dự. Ông Putin cho hay Tôi có mối quan hệ rất thân thiết với tổng thống Brazil, Luiz Inácio Lula da Silva. Nhưng tại sao tôi phải từ đó để gây gián đoạn hoạt động thông thường của diễn đàn này? Tổng thống Nga nhấn mạnh lệnh bắt của Tòa hình sự quốc tế ICC không phải nguyên nhân khiến ông đưa ra quyết định. Ông cho rằng rất dễ để đưa ra biện pháp nhằm tránh thực thi lệnh bắt. Ông cho hay, Nga và Brazil có một mối quan hệ nồng ấm và tốt đẹp. Đối với lệnh bắt của ICC, chỉ cần một thỏa thuận liên chính phủ là giải quyết xong và không ai bị đặt vào thế khó thẩm quyền của ICC sẽ bị hạn chế. Tuy nhiên, Tổng thống Putin cho rằng nếu ông đến dự, mọi mối quan tâm sẽ tập trung vào ông và làm suy giảm chú ý đến các công việc của G20. Năm 2023, Tòa hình sự quốc tế ICC tại The Hague, Hà Lan đã ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Putin và Ủy viên về quyền trẻ em Maria Lvova Pelova với cáo buộc có thể liên quan tội ác chiến tranh. Nga, quốc gia không ký kết ICC, phủ nhận các cáo buộc này. Ukraine đã thúc giục Brazil bắt giữ nhà lãnh đạo Nga nếu ông đến nước này dự hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng tới. Theo hai quan chức chính phủ Brazil, nước này đã gửi cho Tổng thống Putin lời mời tham dự cuộc họp G20 ngày 18 đến ngày 19 tháng 11 tại Rio de Janeiro. Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva năm ngoái khẳng định ông Putin sẽ không bị bắt theo lệnh của ICC nếu tham dự hội nghị thượng đỉnh tại Rio de Janeiro. Ông nhấn mạnh Điều tôi có thể nói với mọi người là khi tôi làm Tổng thống Brazil, Tổng thống Nga sẽ không thể nào bị bắt nếu tới đất nước chúng tôi. Bất chấp lệnh bắt của ICC, Tổng thống Putin hồi tháng 9 vẫn tới thăm Mông Cổ. Ukraine lúc bấy giờ chỉ trích việc Mông Cổ, quốc gia thành viên ICC, không bắt ông là đòn dáng vào công lý quốc tế. Mexico, quốc gia thành viên ICC, cũng đã gửi lời mời ông Putin tới dự lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Claudia Sheinbaum vào ngày 1 tháng 10 và tuyên bố sẽ không thực hiện lệnh bắt. Năm ngoái, Nam Phi, nước thành viên ICC rơi vào tình thế tiền thoái lượng nan với kịch bản ông Putin có thể tới dự hội nghị BRIC, sau đó Moscow cử ngoại trưởng Sergei Lavrov tới dự hội nghị. Trong các tháng qua, gần như tuần nào, chính quyền Tổng thống Mỹ Biden cũng thông báo họ đang gửi thêm lô viện trợ vũ khí mới sang Ukraine hoặc Trung Đông. Và cũng những lần đó, giới chức Lầu Năm Góc, tức Bộ Quốc phòng Mỹ đang thảo luận liệu dòng chảy viện trợ quân sự từ Mỹ sang Ukraine và Israel có làm tổn thương năng lực của quân đội Mỹ, phản ứng lại một cuộc xung đột bất ngờ mới hay không, đặc biệt là ở Thái Bình Dương. Thời gian gần đây, những thảo luận đó lại sôi động trở lại sau khi chính quyền tổng thống Biden tuyên bố họ gửi THAAD, một hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến cho Israel cùng với 100 binh sĩ Mỹ để vận hành hệ thống đó. Hệ thống THAAD, viết tắt của phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối, là một công cụ phòng thủ cơ động tiên tiến, có thể bắn hạ được các tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung khi đang bay trên bầu trời. Israel cần một hệ thống như vậy trong bối cảnh họ chuẩn bị tấn công trả đũa Iran. Mỹ được cho là chỉ có 7 tổ hợp THAAD, trong đó một tổ hợp được bàn giao cho Israel, một tổ hợp được đưa tới Trung Đông để bảo vệ quân Mỹ trước nguy cơ các cuộc tấn công từ lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn. Ngoài ra, Hàn Quốc cũng được cho là đang sở hữu một tổ hợp THAAD. Tuy nhiên, việc triển khai THAAD ra bên ngoài nước Mỹ đang được xem là làm sứt mẻ năng lực phòng thủ của tên lửa quốc gia này. Tướng Randy Jogger, Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ cho biết, ai cũng muốn sở hữu lực lượng phòng không của Lục quân Mỹ. Trong khi đó, bà Christine E. Gumut, Bộ trưởng Lục quân Mỹ, còn thẳng thừng hơn. Bà Gumut khẳng định, cộng đồng phòng không và pháo binh là căng thẳng nhất. Bà cũng cảnh báo về việc Lục quân Mỹ cẩn thận trong việc xài quá mức lực lượng và vũ khí của mình. Trong hai năm rưỡi qua, lượng lớn vũ khí đã rời Mỹ để vượt Đại Tây Dương. Mỹ đã gửi hơn 61 tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự cho Ukraine kể từ khi xung đột bùng nổ vào đầu năm 2022. Số viện trợ này bao gồm các hệ thống Patriot và hệ thống phòng không khác, các hệ thống tên lửa tầm xa như Atac MS và HIMARS, xe chiến thuật lục quân, vũ khí chống tăng Javelin, tên lửa phòng không Stinger và đạn dược. Sau khi xung đột Trung Đông bùng phát, Mỹ cũng tiếp tục tăng cường gửi vũ khí cho Israel. Nhìn chung, kể từ khi Nga và Ukraine xung đột, các quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Mỹ đã phải đánh vật với bài toán duy trì mức độ sẵn sàng chiến đấu của quân đội nước này đặc biệt là khả năng tác chiến, trong khi vẫn phải hỗ trợ cho các đồng minh ở nước ngoài. Xung đột Ukraine và xung đột Israel diễn ra cùng một lúc đã khiến áp lực đó trở nên hết sức rõ nét. Việc khan hiếm tên lửa ATACMS là một trong những lý do Tổng thống Mỹ Biden từ chối yêu cầu của Ukraine muốn được sử dụng vũ khí này để tập kích sâu vào trong lãnh thổ nga. Giới chức lâu năm góc cho biết họ đơn giản là không thể cung cấp thêm vũ khí này cho Ukraine mà không đụng đến kho dự trữ của quân đội Mỹ phòng khi cần sử dụng do có biến ở Trung Đông cũng như phần còn lại của châu Á. Hệ thống phòng không Patriot được Ukraine sử dụng nhiều để ngăn chặn các loạt tên lửa Nga đánh vào hệ thống lưới điện của Ukraine. Nhưng việc đó, Bộ trưởng Lục quân Gumut nói, lại đe dọa làm hao mòn các kíp điều khiển Patriot và khiến Lục quân Mỹ khó đưa ra các tổ hợp Patriot trở về Mỹ để kiểm tra định kỳ và nâng cấp công nghệ. Ông Sergei Jones, phó chủ tịch của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS cho biết, Mỹ cần một loạt vũ khí và đạn dược để bảo đảm sức gian đe tại những khu vực có sự hiện diện của mình, và nếu không đạt được khả năng gian đe, Mỹ có nguy cơ phải trực tiếp chiến đấu. Liên quan đến diễn biến xung đột ở Trung Đông, chúng tôi xin gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất tiếp theo sau đây. Mới đây, quân đội Israel cho biết một sĩ quan cấp cao của nước này đã thiệt mạng do thiết bị nổ ở dài Gaza. Cụ thể, theo thông báo của quân đội Israel, đại tá Esan 41 tuổi, Lữ đoàn trưởng lữ đoàn đường ray sắt 401 đã hy sinh trong khi chiến đấu ở phía Bắc Gaza. Cũng theo thông báo trên, ba sĩ quan cùng đi với ông Dasa đã bị thương, trong đó có một người đang nguy kịch. Tất cả những người này sau đó đã được đưa tới một bệnh viện để điều trị. Phát biểu với báo giới, người phát ngôn của quân đội Israel, ông Daniel Hagari đã xác nhận rằng trong chiến dịch tấn công nhà bà khu Sabalia phía Bắc Gaza, ông Dasa đã rời khỏi xe tăng để quan sát chiến trường cùng với các sĩ quan khác và đã bấp phải một thiết bị nổ. trong khi đó, trang Time ở Israel dẫn điều tra của IDF cho biết địa điểm này đã bị gài thuốc nổ. vụ việc khiến ông Dasa tử vong tại chỗ, chỉ huy tiểu đoàn 52 bị thương nặng và hai sĩ quan khác bị thương. được biết, lực lượng phòng vệ Israel IDF đã phát động một cuộc tấn công mới ở Jabalia vào đầu tháng này, khẳng định họ có thông tin tình báo về các hoạt động hạ tầng của Hamas và nhóm này đang tìm cách tập hợp tại đây gần thời điểm ông Dasa thiệt mạng. Hamas cho biết các chiến binh của nhóm đã bắn trúng một xe tăng Merkava của Israel và một xe bọc thép chở quân Nam Mơ bằng tên lửa gần trại Jabania. Sau sự việc Bộ trưởng Quốc phòng Israel Joab Galan viết trên mạng xã hội X để bày tỏ sự thường tiếc. Hôm nay, nhà nước Israel đã mất đi một vị chỉ huy táo bạo, một sĩ quan dũng cảm và một người đã công hiến hết mình cho an ninh của nhà nước. Song song với đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng lên tiếng ca ngợi ông Dasa, 41 tuổi, là một anh hùng của Israel, một chiến binh và một chỉ huy đã chọn dành toàn bộ năng lượng của mình cho an ninh của Israel và người dân của mình. Nhà lãnh đạo Israel cũng gửi lời chia buồn tới vợ và các con của ông Dasa. Trong khi đó, ông Rafik Halabi, thị trưởng thành phố Dalizat, Ankhamen, quê hương của ông Dasa cho biết. Với nỗi buồn, đau đớn và nhiều đau thương, Dalijat Ankhamen IDF, cộng đồng người Druze và nhà nước Israel nói lời tạm biệt với một trong những người anh hùng của mình. Ông Dasa là một trong những sĩ quan cấp cao nhất của Israel, qua đời ở Gaza kể từ khi đại tá Zizak Ben Baset thiệt mạng vào tháng 12 năm 2023 ở phía bắc Gaza. Tổng cộng tới nay đã có 6 đại tá Israel tử trận trong cuộc chiến với Hamas, bao gồm 4 người thiệt mạng trong cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 của nhóm này. Mới đây, máy bay chiến đấu của Israel đã dội bom xuống các chi nhánh của al an Al-Hassan, tổ chức tài chính có liên hệ với lực lượng Hezbollah ở Liban. Hãng thông tấn quốc gia Liban NNA sau đó đưa tin đã có 11 cuộc không kích vào các vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut, nhiều cuộc trong đó nhắm vào Al-Quad Al-Hassan. Một cuộc không kích xảy ra gần sân bay Beirut, cửa ngõ chính cho các chuyến hàng viện trợ nhân đạo tới Liban và là trung tâm sơ tán của những người chạy trốn xung đột. AFP cho hay, một chi nhánh tại tòa nhà ở Riyadh, ngoại ô Beirut bị san phẳng. Ngoài ra, các cuộc không kích nhắm vào tổ chức tài chính này cũng được ghi nhận tại Hermel, Riyadh và Banbek thuộc vùng Thung lũng Bekaa, phía đông Ly Băng và gần các thành phố Sidon, Nabatias tại miền Nam. Theo Đài Al-Mana có liên kết với Hezbollah, hiệp hội Anqas An Hassan là tổ chức tài chính phi lợi nhuận được thành lập vào năm 1983. Tổ chức này cung cấp các khoản vay không tính lãi cho cộng đồng người Hồi giáo dòng CIA. Người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel IDF Daniel Hagari nói, tổ chức trên đóng vai trò quan trọng trong việc tài trợ cho các hoạt động của Hezbollah. al quds Al-Hassan được cho là có hơn 200.000 khách hàng và nắm giữ số vàng ước tính lên tới hàng tấn, phần lớn là đồ trang sức được thế chấp để vay vốn. Tổ chức này cho vay hơn một nửa tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Trung tâm Nghiên cứu và Giáo dục Alma ở Israel nói rằng, Al-Quds An al-Hassan -an là một trong những tổ chức tài chính quan trọng của Hezbollah. Mỹ liệt Al-Quds An al-Hassan -an vào danh sách trừng phạt, cáo buộc Hezbollah sử dụng nó làm vỏ bọc để che giấu hoạt động tài chính và tiếp cận hệ thống tài chính quốc tế. Tình báo Israel mô tả Al-Quds An al-Hassan -an là thành phần không thể thiếu trong mạng lưới tài chính của Hezbollah, giúp tài trợ cho hoạt động của nhóm vũ trang. Trước đó, người phát ngôn quân đội Israel Daniel Hagari thông báo quân đội nước này chuẩn bị tấn công nhiều địa điểm ở Liban, trong đó có thủ đô Beirut, mà cụ thể là các tòa nhà có liên quan đến Al-Quds Al-Hassan. Quân đội Israel đã yêu cầu người dân sơ tán khỏi các tòa nhà này, đảm bảo cách xa các mục tiêu tấn công ít nhất là 500 mét. Từ cuối tháng 9 đến nay, quân đội Israel liên tục tiến hành các cuộc không kích tại Liban, đặc biệt khu vực ngoại ô phía nam Beirut, căn cứ địa của Hezbollah. Phó thủ lĩnh của phong trào Hezbollah, ông Naim Qasem đã tới Tehran sau khi rời Liban trên một chiếc máy bay của Iran cách đây 2 tuần. Dẫn một nguồn tin Iran giấu tên, hãng Aram News của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE cho hay ông Qasem đã rời thủ đô Beirut vào ngày 5 tháng 10 trên chiếc máy bay mà Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Arakchi từng sử dụng để thăm cấp nhà nước tới Liban và Syria. Nguồn tin cho biết ông Qasem đã được giới lãnh đạo cấp cao của Iran lệnh tới Tehran vì lo ngại bị Israel ám sát. Ông Qasem đã có 3 bài phát biểu kể từ khi thủ lĩnh Hezbollah, ông Hassan Nasrallah qua đời. Nguồn tin cho biết trong khi bài phát biểu đầu tiên được ghi âm tại Beirut, bài phát biểu thứ hai và thứ ba diễn ra ở Tehran. Cụ thể, trong bài phát biểu trên truyền hình Almana TV ngày 15 tháng 10, ông Qasem cho rằng vì Israel đã tấn công toàn bộ Liban, nên phong trào vũ trang này có quyền tấn công bất kỳ địa điểm nào ở Israel từ vị trí phòng thủ của mình. Theo ông Qua xem, từ ngày 17 tháng 9, thời điểm xảy ra các vụ nổ thiết bị liên lạc ở Liban cho đến nay, Hezbollah không còn ở trong giai đoạn hỗ trợ Hamas nữa mà đang ở trong một giai đoạn mới, đó là giai đoạn đối đầu với Israel và cuộc chiến của Israel chống lại Liban. Trong giai đoạn mới này, ông Qua xem tuyên bố rằng Hezbollah sẽ tập trung vào tấn công quân đội Israel và các trung tâm cũng như doanh trại của họ. Trước đó, ngày mùng 8 tháng 10, ông Qua xem khẳng định đội ngũ lãnh đạo cấp cao của Hezbollah vẫn đang chỉ đạo cuộc chiến chống Israel và các chỉ huy bị Israel sát hại đã được thay thế bằng những người mới. Ông nói ở thời điểm đó rằng tất cả các vị trí của Hezbollah đã được lấp đầy. Lực lượng này sẽ chỉ định một lãnh đạo mới thay thế thủ lĩnh Nasrallah, người đã bị ám sát trong cuộc không kích của Israel. Ông Qua xem, 71 tuổi, là phó lãnh đạo Hezbollah và thường được coi là nhân vật số 2 của phong trào này ông là một trong những ứng viên sáng giá có thể kế nhiệm cố thủ lĩnh Nasrallah. Ông được bầu làm phó lãnh đạo Hezbollah vào năm 1991 dưới quyền của thủ lĩnh tối cao khi đó là ông Abbas al-Musawi. Ông al-Musawi cũng bị Israel ám sát trong một cuộc tấn công vào năm 1992. Ông có quan điểm cứng rắn về Israel và có quan điểm ủng hộ Gaza. Tin tức về hành tung của ông qua xem xuất hiện giữa lúc Israel tăng cường chiến dịch tấn công các mục tiêu Hezbollah ở Liban. Trong đó có mục tiêu hạ sát loạt chỉ huy cấp cao của phong trào này. Lãnh tụ tối cao Iran, ông Ali Khamenei, mới đây đã lên tiếng về cái chết của thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar. Theo Reuters, ông Ali Khamenei đã tuyên bố rằng cái chết của thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar sẽ không ngăn cản được cuộc kháng chiến và Hamas sẽ tiếp tục tồn tại. Ông Khamenei nói sự ra đi của ông Sinwa chắc chắn là nỗi đau với mặt trận kháng chiến chống lại Israel, nhưng mặt trận ấy sẽ không lụi tàn với tinh thần tử vị đạo của ông Sinwa. Hamas vẫn và sẽ tiếp tục sống. Ông Khamenei gọi ông Sinwa là hình mẫu của tinh thần phản kháng và đấu tranh. Đây là lần đầu tiên lãnh tụ tối cao Iran lên tiếng về Sinwa sau khi thủ lĩnh Hamas thiệt mạng trong cuộc chạm trán với binh sĩ Israel ở thành phố Rafah, miền nam giải Gaza hôm 16 tháng 10. Ông Khamenei còn ca ngợi cố thủ lĩnh Hamas, đề cập đến vụ tấn công của nhóm này vào miền Nam Israel hồi cuối năm ngoái, ông nói: "Đòn giáng vào Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023 là di sản của ông ấy." Ông Khamenei nói: "Với quyết tâm sắt đá, ông Sivan đã đứng lên chống lại kẻ thù áp bức và hung hăng. Với sự khôn ngoan và dũng cảm, ông đã giáng cho chúng đòn không thể cứu vãn và ngày 7 tháng 10 đã được ghi lại trong lịch sử của khu vực này. Sau đó, với danh dự và niềm tự hào, ông đã đi lên thiên đường của những người tử vì đạo." Trục kháng chiến là các nhóm lực lượng vũ trang ở Trung Đông do Iran lãnh đạo và hậu thuẫn, bao gồm Hamas ở Gaza, Hezbollah ở Liban, Houthi ở Yemen và nhiều nhóm Hồi giáo khác ở Iraq và Syria. Các nhóm này tự cho mình là lực lượng kháng chiến, chống lại ảnh hưởng của Israel và Mỹ ở Trung Đông. Ông Sinwar trở thành lãnh đạo Hamas hồi đầu tháng 8 sau khi người tiền nhiệm Ismail Haniyeh bị ám sát tại thủ đô Tehran của Iran. Iran là quốc gia dẫn dắt trục kháng chiến, gồm nhiều nhóm vũ trang ở Trung Đông, trong đó có Hamas, nhằm chống lại ảnh hưởng của Israel ở khu vực. Sáng 19 tháng 10, một máy bay không người lái UAV của lực lượng Hezbollah ở Liban đã vượt qua lưới phòng không Israel và tấn công vào tư dinh của thủ tướng Israel nằm sâu trong lãnh thổ nước này. Văn phòng thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã ra thông báo chính thức xác nhận việc nhà riêng của thủ tướng Netanyahu ở khu vực thành phố biển Caesarea bị tấn công bằng UAV. Tại thời điểm bị tấn công, Cả ông Netanyahu và vợ của ông là bà Sarah đều không có mặt ở nhà. Vụ tấn công không gây ra bất kỳ thương vong hay thiệt hại đáng kể nào. Ngoài ra, hai UAV khác được bắn từ Liban cũng đã bị hệ thống phòng không Israel bắn hạ, khiến còi báo động ở khu vực Tel Aviv vang lên. Truyền thông Israel đưa tin các máy bay chiến đấu và trực thăng đã được điều động ở Kasaria, thành phố nằm ở phía bắc Tel Aviv. Trước đó, cả quân đội và truyền thông Israel cùng khẳng định chiếc UAV tấn công tư dinh của Thủ tướng Netanyahu xuất phát từ lãnh thổ Liban. Đây được coi là lần đầu tiên máy bay UAV của Hezbollah tấn công nhà riêng của một lãnh đạo cấp cao Israel kể từ khi xung đột bùng phát giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah cách đây hơn một năm. Đáng nói hơn, đây là lần thứ ba liên tiếp trong hai tuần qua, UAV vũ trang của Hezbollah xuyên thủng lưới phòng không Israel và tấn công vào mục tiêu nhạy cảm nằm sâu trong lãnh thổ Israel. Gần đây nhất, UAV của nhóm vũ trang Hezbollah ở Liban đã gây nhiều thương vong trong đêm 13 tháng 10 khi tấn công căn cứ huấn luyện quân sự thuộc lữ đoàn Golani của quân đội Israel ở Biniamina. Sau vụ việc, không quân Israel đã đặt mục tiêu xóa sổ hoàn toàn đơn vị 127, tổ chức chịu trách nhiệm sản xuất, bảo dưỡng và vận hành UAV của Hezbollah. Nỗ lực tiêu diệt mọi thành viên của đơn vị 127 cũng sẽ được ưu tiên trong công tác thu thập thông tin tình báo và triển khai không kích. Căng thẳng gia tăng, nhóm vũ trang Hezbollah ở Liban tuyên bố đang bước vào một giai đoạn xung đột mới của cuộc chiến chống Israel và cho biết đã sử dụng các loại vũ khí mới trong những ngày qua. Theo Al Arabiya, tuyên bố từ phòng điều hành của Hezbollah cho biết, việc chuyển sang giai đoạn mới sẽ được phản ánh trong các sự kiện và diễn biến trong những ngày tới. Ngoài ra, các chiến binh của nhóm lần đầu tiên đã sử dụng các loại tên lửa dẫn đường chính xác và máy bay không người lái mang chất nổ để nhắm vào các vị trí của quân đội Israel. Hezbollah thông báo, hàng trăm chiến binh đã sẵn sàng chống lại bất kỳ cuộc xâm nhập nào của Israel vào các ngôi làng phía nam Liban. Nhóm này lưu ý các cuộc tấn công nhằm vào Israel đã gia tăng trong những ngày gần đây. Song song với những biến động trên chính trường thế giới, quay trở lại với những diễn biến liên quan xung đột Nga-Ukraine. Thưa quý vị, trên các mặt trận giao tranh giữa hai bên vẫn đang diễn ra khốc liệt, cả Nga và Ukraine đều cố gắng vận dụng những điểm mạnh của mình để công phá và điểm yếu của đối phương. Bên cạnh đó, viện trợ và những vấn đề liên quan đến xung đột giữa hai nước cũng đang nóng dần lên với những chuyển biến mới. Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Truyền thông Nga cho hay Quân đội nước này gần đây đã vô hiệu hóa một pháo tự hành Krab trong biên chế quân đội Ukraine tham chiến ở tỉnh Kharkov. Hãng thông tấn TASS dẫn thông cáo từ Bộ Quốc phòng Nga viết, máy bay không người lái UAV của nước này trong khi thực hiện nhiệm vụ trinh sát ở làng Boguslavka ở tỉnh Kharkov đã phát hiện một kíp điều khiển pháo tự hành Krab của quân đội Ukraine khai hỏa cạnh một dạng rừng và nhanh chóng di chuyển tới vị trí khác để tránh đòn phản pháo. Thông cáo từ Bộ Quốc phòng Nga, Video được UAV trinh sát quay lại sau đó cho thấy cỗ pháo trên đã bị phá hủy bởi UAV cảm tử Lancet tại địa phận làng Bogus ở Kharkov. Theo thông tin từ trang web phân tích phòng thủ tình báo Oryx Pionenkov của Hà Lan, ít nhất 30 khẩu pháo tự hành Krab của quân đội Ukraine đã bị phía Nga phá hủy từ giữa năm 2022 tới nay. AHS Krab, nghĩa là con cua trong tiếng Ba Lan, là pháo tự hành được tập đoàn quân sự BAE System của Anh sản xuất và đưa vào sử dụng bởi quân đội Ba Lan vào đầu thập niên 2010. Hồi tháng 6, Nga cũng công bố video UAV cảm tử Lancet tập kích pháo tự hành PZH-2000 được Đức cấp cho Ukraine tại mặt trận Kharkov. Đây được coi là pháo tự hành mạnh nhất thế giới. Pháo tự hành PZH-2000 Ukraine bị phát hiện khi di chuyển gần làng Pitomnik, phía bắc thành phố Kharkov. UAV chính sát Nga ghi hình tổ hợp pháo PZH-2000 khai hỏa và chuyển tọa độ mục tiêu về cho kíp vận hành UAV cảm tử Lancet. UAV Lancet nhanh chóng khóa mục tiêu và lao xuống phá hủy tổ hợp pháo tự hành này. Hình ảnh cho thấy UAV Lancet lao xuống khẩu PZH-2000 tạo ra một vụ nổ lớn. Ukraine được cho là đã tiếp nhận ít nhất 28 tổ hợp pháo tự hành PZH-2000, trong đó hai tổ hợp đã bị UAV tự sát Lancet tập kích và 10 tổ hợp khác hỏng hóc. Đức phát triển lựu pháo tự hành PZH-2000 155mm năm 1987 đến 1996, sau đó đưa vào sản xuất hàng loạt và biên chế trong quân đội. Lancet tham chiến lần đầu vào tháng 7 năm 2022 và đã tấn công hơn 1.000 khí tài của Ukraine, trong đó chủ yếu là các loại pháo tự hành và lựu pháo, xe tăng thiết giáp, tổ hợp phòng không, hệ thống tác chiến điện tử và cả tiêm kích MiG-29. Phiên bản Lancet mới nhất được bổ sung khả năng tự động phát hiện và bám bắt mục tiêu, không cần chỉ thị từ kíp điều khiển. Quay trở lại với những biến động địa chính trị trên thế giới được cập nhật trong suốt 24 giờ qua, chúng tôi xin được tiếp tục gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất sau đây cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, ứng viên Đảng Cộng Hòa, đã tổ chức cuộc vận động tranh cử ở thành phố Detroit, bang Michigan, khi ông chuẩn bị nói về một trong những chủ đề ưa thích là thuế quan và gọi đây là từ đẹp đẽ nhất trong từ điển, thì bỗng nhiên mic của ông bị hỏng. Chiếc mic khác được trợ lý đưa cho ông Trump, nhưng nó cũng không hoạt động. Trong 20 phút, ông Trump đi đi lại lại trên sân khấu, không nói nên lời, bất lực, thất vọng, khó chịu. Đám đông đã cố gắng an ủi cựu Tổng thống. Đám đông ủng hộ ông liên tục hô vang, nước Mỹ, chúng tôi yêu Trump để động viên ông. Cuối cùng, khi được trợ lý đưa cho chiếc mic hoạt động được, cựu Tổng thống Mỹ tỏ ra thái độ bực tức với đơn vị tổ chức. Tôi sẽ không trả tiền cho công ty ngu ngốc này. Tôi sẽ không trả tiền và sau đó chúng ta có câu chuyện ông Trump không thanh toán cho nhà thầu tổ chức sự kiện. Theo đài PPS News, ông Trump nổi tiếng là người chú trọng đến hình ảnh và kỹ thuật của các cuộc vận động của mình. Ông thường rất chú ý đến micro và máy nhắc chữ các trợ lý của ông Trump được cho là mang theo nhiều micro dự phòng vào hôm 18 tháng 10 tại Detroit. Phần nguồn viên chiến dịch tranh cử của ông Trump và trung tâm tổ chức cuộc vận động tranh cử của vị cựu tổng thống ở Detroit chưa lên tiếng về vụ việc. Sau khi ông Trump tiếp tục bài phát biểu vận động tranh cử, chiếc micro vẫn chưa rời khỏi tâm trí cựu tổng thống. Khi nói về tình hình nước Mỹ, ông cam kết ngày 5 tháng 11 năm 2024, ngày bầu cử tổng thống, sẽ là ngày giải phóng nước Mỹ. Và đùa rằng, và khi tôi viết chiếc micro này đi vào cuối bài phát biểu này, thời khắc đó sẽ là ngày giải phóng cho Donald Trump vì tôi phải gào đến khàn giọng để hoàn thành bài diễn thuyết. Thông thường, các buổi vận động của ông Trump được chuẩn bị cẩn thận từ khâu ánh sáng, âm nhạc cho tới bối cảnh. Tất cả kịch bản được dàn dựng hoàn hảo để tôn vinh cựu Tổng thống. Hàng nghìn người chú ý tới từng lời ông nói. Bài phát biểu của ông Trump từng bị gián đoạn bởi tiếng hồ vang, tiếng la ó và thậm chí là tiếng súng, nhưng trục trặc trên sân khấu như lần này rất hiếm khi xảy ra chiến dịch của Phó Tổng thống Kamala Harris đã đăng lại video ông Trump đi loanh quanh trên sân khấu và cho rằng ông không đủ năng lượng để trở thành Tổng thống một lần nữa. Đây là lần thứ hai trong tuần cuộc meeting của ông Trump bị gián đoạn. Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng nhóm 7 nước công nghiệp phát triển G7 lần đầu tiên đã khai mạc tại thành phố Naples, miền Nam Italia, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Trung Đông và cuộc xung đột tại Ukraine vẫn đang tiếp diễn. Các bộ trưởng quốc phòng G7 đã thông qua tuyên bố chung kêu gọi tăng cường năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng tại phương Tây. Các bộ trưởng quốc phòng G7 cho biết, chúng tôi coi việc duy trì lợi thế quân sự của mình thông qua nghiên cứu, phát triển có trách nhiệm và áp dụng nhanh chóng các công nghệ mới, đặc biệt là các công nghệ trong lĩnh vực công nghệ mới nổi và mang tính đột phá là vô cùng quan trọng. Theo tuyên bố, các bộ trưởng quốc phòng G7 nhấn mạnh nhu cầu củng cố ngành công nghiệp quốc phòng, khuyến khích sự tham gia mạnh mẽ và hợp tác công nghiệp với các đối tác. Các bộ trưởng quốc phòng thừa nhận tầm quan trọng của việc đảm bảo tiếp cận nguồn tài chính đáng tin cậy có thể dự đoán và ổn định cho các ngành công nghiệp quốc phòng. Họ cũng nhất trí sẽ tìm hiểu về hợp tác đa quốc gia về việc mua sắm vật dụng quốc phòng và tổng hợp nhu cầu để cải thiện hiệu quả. Các bộ trưởng quốc phòng của Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Ý, Canada và Nhật Bản cũng có kế hoạch cải thiện khả năng tương tác dựa trên các tiêu chuẩn chung đã có. Họ thừa nhận nhu cầu giảm sự phụ thuộc quá nhiều vào nhiên liệu hóa thạch và tạo ra lực lượng lao động đáng tin cậy và tay nghề cao làm trụ cột dân đe và phòng thủ. Đồng thời, tuyên bố cho biết các nước G7 ủng hộ con đường không thể đảo ngược của Ukraine hướng tới sự hội nhập hoàn toàn vào châu Âu Đại Tây Dương, bao gồm cả tư cách thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Các bộ trưởng cũng cam kết tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine, cả trong ngắn hạn và dài hạn, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đào tạo và hỗ trợ cho lực lượng phòng vệ Ukraine. Tuy nhiên, lập trường của nhà trắng liên quan đến việc Ukraine gia nhập NATO là lời mời gia nhập NATO có thể sẽ không được đưa ra trong thời gian ngắn vì lý do cần phải cải cách và đáp ứng các điều kiện an ninh của liên minh. Hãng đóng tàu ThyssenKrupp Marine System (TKMS) đang lắp đặt hệ thống pin lithium ion của riêng mình trên tàu ngầm tấn công Type 212A của Hải quân Đức. Pin tàu ngầm này đã được TKMS phát triển từ năm 2015. Hệ thống này lần đầu tiên được thử nghiệm vào năm 2019 và công ty đang có kế hoạch tích hợp công nghệ thế hệ tiếp theo vào một trong những tàu ngầm của Đức. Type 212 có trọng lượng dãn nước khi nổi 1.450 tấn, khi lặn 1.830 tấn, dài 56 m rộng 7 m mớ nước 6 m tốc độ tối đa khi lặn 20 hải lý một giờ, tầm hoạt động 14.800 km. Tàu có tính tự động hóa rất cao, nên thủy thủ đoàn chỉ 22 người, bao gồm 5 sĩ quan. Tàu Ngầm Type 212 được trang bị 6 ống phóng ngư lôi 533 mm, có thể triển khai nhiều loại ngư lôi hiện đại, gồm ngư lôi dẫn đường bằng cáp quang DM2A4 có tầm bắn lên tới 50 km, tốc độ tối đa 92,6 km/h. Ngư lôi VKA-SS-S A184 Mod 3, ngư lôi Black Shark và tên lửa hành trình chống hạm Harpoon. Tàu còn được trang bị một hệ thống tên lửa đối không IDAS để chống lại các mối đe dọa đường không tầm thấp, cũng như một khẩu pháo nhỏ 30mm, Muren để có thể hỗ trợ hoạt động tác chiến dưới nước. Tàu ngầm có hệ thống pin nhiên liệu HDV kết nối với động cơ Permachine giúp tàu hoạt động ngầm trong thời gian dài với tỷ lệ lộ diện thấp. Tàu ngầm này đang được Hải quân Đức và Italia sử dụng. Pin lithium-ion ngày càng được sử dụng rộng rãi để lưu trữ năng lượng từ việc cung cấp năng lượng cho xe điện đến các cơ sở tích điện quy mô lớn. TKMS cho biết, việc lắp đặt hệ thống pin do họ sản xuất cho tàu ngầm Class 212A có nhiều lợi ích bổ sung. Thứ nhất, nó sẽ cải thiện hiệu suất và nâng cao hoạt động của tàu. Thứ hai, pin có khả năng cung cấp dung lượng tốt hơn, tầm hoạt động xa hơn với tốc độ cải thiện và tuổi thọ pin lâu hơn. Ngoài Đức, từ tháng 9 năm 2020, hãng John của Hàn Quốc cho biết nước này đang phát triển pin lithium-ion để sử dụng trên tàu ngầm nhằm tăng thời gian hoạt động dưới nước. Kể từ tháng 10, chính phủ Hàn Quốc sẽ bắt đầu sản xuất nguyên mẫu pin cho tàu ngầm Jang Bogo 3, tàu ngầm tấn công có lượng choán nước 3.600 tấn đang được phát triển. Theo cơ quan mua sắm quốc phòng Hàn Quốc DAPA, việc sản xuất sẽ hoàn tất trước thời hạn cuối tháng 6 năm 2025 và mẫu tàu ngầm nâng cấp sẽ được cung cấp cho hải quân vào năm 2026. Đây sẽ là tàu ngầm đầu tiên của Hàn Quốc hoạt động bằng pin lithium ion. Trung Quốc có một lực lượng hải quân hùng mạnh và được coi là cường quốc về hạm đội đại dương với khoảng từ 60 đến 70 tàu ngầm. Từ năm 2022, Hải quân Trung Quốc đã bắt đầu thử nghiệm tích hợp pin lithium-ion và các tàu ngầm thông thường. Quân đội Trung Quốc đã lên kế hoạch thay thế pin axit trì trong đội tàu ngầm thông thường của họ bằng công nghệ lithium. Pin axit trì trên các tàu ngầm này vốn không có nhiều phát triển kể từ thế chiến thứ hai đã gây ra nhiều vấn đề do khả năng lưu trữ năng lượng kém, sạc chậm, công suất đầu ra hạn chế, tuổi thọ ngắn và do dỉ khí độc hại. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.